Vận động viên bóng bàn Trung Quốc bị loại sốc sau sự cố gãy vợt. Cơn địa chấn đã xảy ra tại môn bóng bàn nội dung đơn Nam Olympic Paris 2024 khi tay vợt số một thế giới người Trung Quốc, Quang Chu bị loại sốc ở vòng 1 trên 32 sau sự cố gãy vợt. Quang Chu, tay vợt nam xếp hạng số một thế giới và cũng là ứng viên số 1 giành huy chương vàng, huy chương vàng nội dung đơn nam tại Olympic Paris 2024 bất ngờ dừng bước ngay từ vòng 1 phần 32 diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 7 giờ Việt Nam. Đối đầu với Chu Mosega tay vợt người Thụy Điển đang xếp hạng 26 thế giới Wang Chu Quyên bất ngờ để thua Trung Quốc với tỷ số 2-4. Tay vợt Trung Quốc để thua 2 set đấu đầu tiên nhưng đã cân bằng tỷ số 2-2. Dù vậy, Wang Chu thi đấu không tốt và để thua cả hai set đấu tiếp theo chính thức dừng bước ngay từ vòng 1 phần 32. Thất bại của Wang Chu thực sự là cú sốc lớn với bóng bàn Trung Quốc cũng như đối với bóng bàn thế giới, nhất là khi Wang Chu vừa cùng người đồng đội Sun Ha giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ Olympic Paris Saint 2024 vào tối qua ngày 30 tháng 7 giờ Việt Nam. Điều đáng nói, nguyên nhân thất bại của Wang Chu được cho là do sự cố gãy vượt ngay sau khi giành huy chương vàng Olympic. Theo đó, khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho bóng bàn Trung Quốc tại Olympic, Wang Chu đã quăng vượt xuống đất để ăn mừng cùng đồng đội Sun Ít phút sau màn ăn mừng, Quang Chu bàng hoàng phát hiện ra cây vợt của mình đã bị ai đó dẫm gãy và không thể sử dụng được nữa. Người phát hiện ra vợt của Quang Chu bị dẫm gãy đầu tiên chính là huấn luyện viên Si Ao Vị huấn luyện viên của Trung Quốc phải ôm lấy Quang Chu để xoa dịu cơn nóng giận của cậu học trò đang bộc phát mạnh mẽ lúc đó. Theo truyền thông Trung Quốc, thủ phạm làm gãy vượt của Quang Chu được cho là một phóng viên ảnh ở Olympic. Phóng viên ảnh phải chịu trách nhiệm khi dẫm gãy vượt của tôi. Có thể lúc đó anh ta không nhận ra điều đó, nhưng tôi cảm thấy rằng với tư cách là phóng viên ảnh của Olympic, đặc biệt là tại địa điểm thi đấu, họ nên có tiêu chuẩn ứng xử và tính chuyên nghiệp cao hơn Quang Chu tức giận nói với truyền thông sau sự cố. Dù tức giận nhưng Wang Chu buộc phải chấp nhận thực tế là anh phải sử dụng vợt phụ khi còn phải thi đấu hai nội dung ở Olympic Paris 2024 là nội dung đơn nam và nội dung đồng đội nam. Với việc Quang Chu bị loại sớm tại nội dung đơn nam bóng bàn Trung Quốc giờ chỉ còn trông chờ vào màn thể hiện của tay vượt số 2 thế giới là Fan Song để bảo vệ tấm huy chương vàng nội dung đơn nam giành được ở Olympic Tokyo 2020 vào 3 năm trước.